Xin kính chào các anh chị trong YouTube hội viên đầu tư giá trị đồng. Ở nội dung ngày hôm nay, mùng 7 tháng 11 năm 2023, AZFIN sẽ giới thiệu đánh giá đến quý anh chị về cập nhật đánh giá Techcombank đã lên lúc trả cổ tức bằng tiền mặt. Thế AZFIN cho rằng là Techcombank về cơ bản đã thoát khỏi những cái khó khăn nhất, bất ngờ nhất từ năm 2022 và đang trở lại phát triển một cách rất bền vững cuối năm 2023 và cái giai đoạn tích lũy tư bản, tích lũy vốn để có thể thúc đẩy tăng trưởng và phát triển mạnh. Vươn tầm mình từ một ngân hàng top 4, top 5, top 6 trong các ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân, vươn lên vị trí số 1 trong các ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân vào năm 2023 này thì cái giai đoạn này về cơ bản có thể tạm dừng tại đây và từ giai đoạn năm 2024 trở đi, Techcombank sẽ chuyển mình hướng đến thành một ngân hàng phát triển một cách bền vững hơn và trả cổ tức tiền mặt cho cổ đông đều đặn, thậm chí là tăng trưởng theo thời gian. Do đó về cái mặt định giá cũng như nhìn nhận về Techcombank sẽ có sự thay đổi. Vì thế cho nên giá cổ phiếu của Techcombank có khả năng được định giá lại vào giai đoạn 2024, 2025 và dài hơn nữa. Chính vì thế cho nên AZFIN muốn giới thiệu để các anh chị tham khảo về cổ phiếu Techcombank này. Thì đầu tiên là về chất lượng tài sản thì chất lượng tài sản của Techcombank liên tục đi lên từ giai đoạn 2011, 12, 13 đến năm 2020 thì nợ xấu của Techcombank đã giảm về mức kỷ lục thậm chí là thấp nhất trong các ngân hàng tại Việt Nam từ xưa đến nay với chỉ 0,47%. Tuy nhiên sau đó thì do khó khăn Covid vân vân thì nợ xấu có dấu hiệu nhích dần lên và đến quý 3 năm 2023 nợ xấu tăng lên 1,4% bởi vì có những cái khó khăn từ nền kinh tế, thế giới, kinh tế Việt Nam, chiến tranh ở Ukraine, Nga, khủng hoảng trái phiếu, khủng hoảng bất động sản, rồi rất nhiều các cái khó khăn khác. Tuy vậy thì với cái mức nợ xấu 1,4% này thì là mức nợ xấu thấp thứ tư trong hệ thống thì cũng là một mức quản trị rất tốt trong bối cảnh vô cùng khó khăn hiện nay. Thì đồng thời với đó, cái tỷ lệ dự phòng nợ xấu của Techcombank hiện nay là cũng đang quanh khoảng 90-100%. Mức này là một mức trung bình, cũng không phải là mức quá cao nhưng mà cũng không hề thấp như thế nào. Thấp. Về đánh giá chất lượng tài sản, thì AZFIN đánh giá hiện nay chất lượng tài sản của Techcombank có dấu hiệu suy giảm trong năm 2023. Tuy nhiên, nợ xấu có thể tạo đỉnh vào cuối năm 2023 này và 2024 hoàn toàn có thể điều chỉnh giảm nợ xấu. Như vậy chất lượng tài sản vẫn ở mức tương đối tốt và sẽ có thể cải thiện vào năm 2024. Thứ hai là về chất lượng nguồn vốn. Ở đây thì thông qua hai chỉ số đó là CASA và NIM thì CASA của Techcombank đã từng có thời kỳ vượt trên 50%, đứng số 1 Việt Nam. Tuy nhiên hiện nay đã về xuống vị trí số 2 do Mbb đã vừa lên dẫn đầu à, và cái Casa của Techcombank thì phim đánh giá rất khó có thể trở lại mức đỉnh cao của năm 2021 Tuy nhiên cái xu hướng có thể đang dần trở lại và azfin kỳ vọng rằng Techcombank có thể duy trì được Casa ở vị trí thứ hai thứ ba hệ thống trong các năm tới nhờ vào việc ứng dụng công nghệ và phát triển khách hàng cũng đang rất mạnh họ đang đẩy mạnh trong 9 tháng đầu năm 2023 từ đó có thêm các cái nguồn khách hàng chất lượng và CASA được duy trì ổn định. Bên cạnh đó là cái việc ứng dụng vào công nghệ vào việc thanh toán thanh khoản cũng như đa dạng hóa các sản phẩm theo hướng quản lý tài sản sẽ giúp Techcombank có được thêm những cái nguồn CASA nhất định. Từ đó giúp cho giá vốn của Techcombank, AZFIN hiện nay đang đánh giá là đứng thứ 3 ở hệ thống chỉ sau Vietcombank và gần tương đương với MBB. Thì đây cũng là một cái lợi thế lớn đối với ngân hàng này. Và tiếp theo là cái Casa thì Ezefin cũng cho rằng về cơ bản có thể tạo đáy trong năm 2023 và nhích dần lên từ năm 2024 nhưng tốc độ sẽ chậm chứ không phải là nhanh. Rồi tiếp theo vấn đề thứ hai nữa là NIM của Techcombank thì sau khi đạt đỉnh vào năm 2021 thì cũng có sự điều chỉnh vào năm 2022 và 2023 thì Ezefin cho rằng là NIM của Techcombank có thể bắt đầu trở lại từ quý 1 năm 2024 và duy trì ở mức tương đối cao nhờ vào lợi thế giá vốn thấp cũng như việc cho vay của techcombank có cái lợi suất tương đối cao và đánh giá chung về chất lượng nguồn vốn thì azfin đánh giá chất lượng nguồn vốn của techcombank đang nằm trong top đầu hệ thống cụ thể là đứng ở vị trí thứ ba thứ hai thứ ba toàn bộ hệ thống sẽ tạo lợi thế cho techcombank trong việc tăng trưởng và phát triển bền vững trong tương lai về cái hoạt động kinh doanh cốt lõi thì chúng ta có thể thấy à, à, thứ nhất là về tài sản sinh lãi của ngân hàng này về cơ bản sau 5 năm thì tăng hơn gấp 2 lần, 2,3 lần. Thì với tốc độ tăng trưởng trung bình khoảng độ 18%, 18%. Rồi tiếp theo là về thu nhập lãi thuần. Cái uh, tài sản sinh lãi như vậy là tăng gấp khoảng độ 1,3 lần trung bình ngành ngân hàng. Còn thu nhập lãi thuần thì tăng từ 11.127 tỷ lên 30.290 tỷ kỷ lục 2022 và giảm xuống 27.000 tỷ năm 2023 tốc độ tăng trưởng cho thấy là cao hơn so với tài sản sinh lãi nhờ vào NIM của Techcombank tuy có suy giảm do khó khăn 2023 nhưng vẫn cao hơn giai đoạn 2017 18 từ đó giúp cho cái thu nhập lãi thuần tăng cao hơn và à, chúng tôi cũng cho rằng cái thu nhập lãi thuần 2023 giảm do suy do khó khăn từ cuối 2022 sẽ bắt đầu cải thiện tốt vào đầu năm 2024 giúp cho 2024 sẽ tiếp tục lập đỉnh mới về thu nhập lãi thuần cũng như tài sản sinh lãi thì về cái hoạt động kinh doanh cốt lõi là có sự yếu đi trong năm 2023 Nhưng câu chuyện này là mang tính chất tạm thời Và với việc gặp vô vàn khó khăn mà Techcombank đã vượt qua như vậy Thì Zfin đánh giá cái hoạt động kinh doanh cốt lõi của Techcombank là tương đối cao Và cái hoạt động kinh doanh cốt lõi này rất quan trọng Nó kéo theo tất cả các cái mảng khác Đúng không? Tức là tín dụng tăng à, tài sản sinh lãi tăng thì sẽ kéo theo là các cái dịch vụ vân vân khác cũng sẽ tăng theo thì kết luận chung là hoạt động kinh doanh cốt lõi là đang dần ổn định và có thể trở lại từ 2024. Về hiệu quả kinh doanh của Techcombank thì AZFIN đánh giá đây là một điểm trừ bởi vì ROE của ngân hàng này trong những năm qua cũng tương đối cao quanh khoảng 20 đến 22% nhưng vẫn thấp hơn cái nhóm top đầu. Tuy rằng là cao hơn trung bình. 2023 thì có một sự suy giảm, suy giảm khá mạnh do kết quả kinh doanh giảm do khó khăn Bên cạnh đó thì một nguyên nhân chính đó là Techcombank quá an toàn với hệ số an toàn vốn rất cao, cao nhất hệ thống với khoảng hơn 15%. Từ đó thì cái đòn bẩy của Techcombank này thấp khiến cho vốn sinh lời trên vốn chủ sở hữu là tương đối như vậy là tương đối kém so với một ngân hàng hàng đầu như vậy. Với cái mức sinh lời năm nay chỉ 16% chỉ tương đương với trung bình ngành. Như vậy Zfin đánh giá là đây là một điểm yếu của Techcombank. Thì nếu Techcombank có thể trả cổ tức như tiền mặt nhiều hơn và tập trung vào phát triển kinh doanh mạnh hơn, từ đó tăng cái hệ số, uh, duy trì hệ số K nhưng mà tăng cái hệ số gọi là đòn bẩy sử dụng, uh, thúc đẩy cái việc là là giảm bớt cái vốn tỷ lệ vốn chủ sở hữu đi thì có thể giúp cho ROE cải thiện trong thời gian tới nhưng mà chúng ta cần phải chờ ngóng thêm nhưng rõ ràng đối với hiệu quả kinh doanh là đang gây lên một cái sự thất vọng gọi là khá là thất vọng đối với cổ đông thì rất hy vọng rằng từ năm 2024 ROE của Techcombank có thể trở lại mốc 19 đến 22% thì lúc đó chúng ta sẽ đánh giá lại. Còn về lợi nhuận sau thuế thì rõ ràng rằng 2023 rất khó khăn thì giảm là một điều rất dễ hiểu và cái dấu hiệu lợi nhuận đã tạo đáy vào quý 4 năm 2022 rồi và để mà tạo Đáy so với cùng kỳ thì AZFIN kỳ vọng rằng có thể là sang quý 1 hoặc quý 2 năm 2024 lợi nhuận sẽ trên 5.000 tỷ lợi nhuận sau thuế một quý. Thì khi đó Techcombank chính thức quay trở lại đường đua nhưng việc này chúng ta cũng cần phải nghiên cứu thêm. Riêng về kết quả kinh doanh, hiệu quả kinh doanh thì AZFIN đánh giá là thận trọng đối với ngân hàng Techcombank này còn ngược lại với các yếu tố khác. Về cập nhật đánh giá kết quả kinh doanh quý 3 2023 của Techcombank thì chúng ta có thể thấy là thu nhập lãi thuần thì giảm à, nếu mà quý lưỡi quý 3 2023 so với quý 2 2022 thì giảm còn có 3, giảm ít 3,9% thôi. Nguyên nhân chủ yếu là do cái việc hoạt động kinh doanh trái phiếu có biên lợi nhuận rất cao đã bị suy giảm mạnh. Cùng với đó là các cái dịch vụ thì cũng đã yếu yếu đi phần nào khiến cho um, cái thu nhập lãi thuần của cái doanh nghiệp này có cái sự suy giảm nhất định. Còn 9 tháng đầu năm là giảm 14,4%. Thì cái lãi lỗ từ hoạt động dịch vụ cũng nào khá là may mắn thì uh, tuy không được tăng trưởng bằng tín dụng nhưng đã có dấu hiệu phục hồi trở lại tốt nhất trong hệ tốt nhất tốt nhì trong hệ thống ngân hàng với việc tăng lần lượt 6,2% quý 3 2013 so với quý 3 2022 và tăng 5,4% 9 tháng đầu năm 2023 so với cùng kỳ. Uh, lãi lỗ từ hoạt động ngoại hối thì hiện nay năm ngoái thì là một năm mà biến động cũng khá nhiều Đúng không? hoạt động ngoại hối thì từ đầu năm đến nay thì hoạt động ngoại hối của Techcombank thì cũng có sự suy giảm âm lợi nhuận tới 116 tỷ âm khá đấy thì uh, ba quý âm như vậy là giảm khoảng độ 145 tỷ thì nguyên nhân giảm chủ yếu là do cái đồng đô la tăng giá khá là mạnh trong khi Techcombank thì cũng có các cái hoạt động có các cái hoạt động liên quan đến gọi là đô la rất nhiều vì rằng là việc vay bằng đồng đô la trên thị trường quốc tế thì có hedging tức là có bảo vệ tỷ giá nhưng vẫn bị ảnh hưởng nhất định và việc kinh doanh ngoại hối thì đã giảm đúng không ạ giảm nhưng mà nó cũng không đáng kể không đáng kể lắm về cái lãi lỗ từ chứng khoán kinh doanh thì rõ ràng năm 2022 là một cái năm rất là khó khăn về trái phiếu từ quý 3 thì uh, trái phiếu chính phủ thì giảm giá liên tục đúng không? giảm giá liên tục do lãi suất tăng lên thì từ đó khiến cho kết quả không ổn lắm và năm nay thì có sự cải thiện nhất định không lỗ nữa mà trở lại lãi còn về chứng khoán đầu tư chứng khoán đầu tư thì năm nay thì cũng có một sự tăng trưởng trở lại đặc biệt là trong quý 3 vừa rồi có sự tăng trưởng rất tốt so với cùng kỳ năm ngoái và quý 4 tới sẽ tăng trưởng mạnh hơn nữa Để tiếp theo lãi lỗ từ hoạt động khác thì cũng tăng khá mạnh tăng lên khá tốt nguyên nhân đến từ hai yếu tố một là liên quan đến thu hồi xử lý nợ xấu thứ hai là Techcombank cũng có một chút lợi nhuận đến từ cái việc chuyển nhượng cái trụ sở ở bà triệu để chuyển sang trụ sở mới. À, về chi phí hoạt động, thì uh, Techcombank thì cũng về cơ bản là cũng duy trì được cái mức chi phí hoạt động ổn định khi tăng 4,6%, thấp hơn khá nhiều so với mức tăng trưởng tín dụng hơn 10%. Tiếp theo là về cái chi phí dự phòng rủi ro tín dụng, thì ba quý đầu năm 2023 nợ xấu tăng, để Techcombank cũng chi phí dự phòng tăng thêm 1.000 tỷ, cho thấy rằng là họ cũng khá là tích cực và quyết liệt trong cái việc trích lập này, chứ không phải là giảm trích lập để lấy tăng trưởng. Có lợi nhuận sau thuế trước thuế thì giảm 17,8% so với 9 tháng đầu năm. Thì chúng tôi cho rằng quý 4 sẽ kết quả lợi nhuận sau thuế sẽ tăng trưởng trở lại mạnh, khiến cho lợi nhuận sau thuế quý 4 cả năm 2023 có thể chỉ giảm quanh 10% thôi. Thì cho thấy rằng là Techcombank cái kết quả xấu đã phản ánh vào cái hoạt động xấu đã phản ánh vào kết quả anh doanh và quý 4 này là trở đi là sẽ có sự phục hồi nhất định và chúng tôi đánh giá là ngân hàng này từ cái việc khó khăn trở lại về mặt gọi là tương đối tích cực, tương đối kích tích cực anh chị nhá. Tiếp theo về cái lợi thế cái dự báo kết quả kinh doanh quý 4 năm 2023 và năm 2024 của uh, Techcombank. Thì uh, thứ nhất là về kết quả kinh doanh của Techcombank thì chính thức tạo đáy thấp nhất vào quý 4 2022 và sẽ chính thức lật ngược từ giảm sang tăng so với cùng kỳ từ quý 4 2023. Lợi nhuận sau thuế năm 2023 có thể đạt 18.300 tỷ, giảm 9,18% so với 2022. Nhưng đang tích cực dần. Cái dấu hiệu ở đây là chúng ta quan trọng không phải là nhìn cái số liệu quá khứ là tốt hay không. Mà nhìn cái số liệu quá khứ là một cơ sở quan trọng. Và những cái động lực ý cho biết là tương lai tốt hay không mới là điều quan trọng. Thì AZFIN đánh giá là trong tương lai tích cực. Và TCB thì đang dần trở lại ở mọi mặt kinh doanh. Thứ nhất là CASA, nhờ công nghệ tốt và cái tập khách hàng đang mở rộng tương đối tốt sẽ phát huy tác dụng dần dần, từ từ chứ không nhanh được. Thứ hai là bảo hiểm thì cũng trở lại nhờ đi sâu vào và cái có sự khác biệt, từ đó bảo hiểm của Techcombank trở lại mạnh hơn so với các ngân hàng khác. Thứ ba là trái phiếu của Techcombank cũng đang trở lại rất mạnh với việc là chiếm tới hơn 60% thị phần trái phiếu phát hành trong quý 3 vừa rồi thì cho thấy rằng là Họ đã trở lại mạnh nhờ vào việc năng lực tốt, tập khách hàng tốt và thị trường trái phiếu cũng ấm dần lên. Thứ tư nữa là dự báo cổ tức tiền mặt, đây là một điều gọi là đảo ngược. Trả vào năm 2024 có thể đạt khoảng 1.000 đồng, tương ứng với 3,3% so với giá ngày 7 tháng 11 2013. Và e Zfin cho rằng cái cổ tức của Techcombank có thể tăng dần theo thời gian. Ví dụ 2024 1 2025 có thể là 1.000, 3.000 rưỡi, 2026 có thể tăng tiếp theo. Tuy nhiên thì cái việc trả cổ tức như nào thì cũng phải phụ thuộc vào đại đồng cổ đông thông qua và phụ thuộc vào cái diễn biến hoạt động kinh doanh của ngân hàng này. Bởi vì chúng ta biết được rằng là khá chắc chứ không phải chắc 100%. Bởi vì có những cái rủi ro mà không thể ngờ được. Ví dụ như cuối 2022, đấy là những cái rủi ro quá bất ngờ, không thể ngờ được. Thế do đó rằng là chúng ta cũng cần phải cập nhật đánh giá thường xuyên hàng quý, hàng năm. Thì Zfin sẽ làm cái việc này đối với các cái cổ phiếu khi cần thiết gửi đến canh anh chị. Và tiếp theo là dự báo lợi nhuận sau thuế năm 2024 thì SZFIN đánh giá có thể tăng trưởng 20% so với 2023, đạt khoảng 21.960 tỷ đồng. Nhờ vào một tín dụng có thể tăng 15%, hai vốn chủ xíu tăng thêm 14,7 ngàn tỷ từ cái việc lợi nhuận giữ lại năm 2023 thì cũng có thể góp phần đưa vào kinh doanh làm tăng lợi nhuận. Ba NIM tăng thêm khoảng 0,1% so với việc NIM sẽ tạo đáy vào quý 3 năm 2023 quý 2, quý 3 năm 2023. 4 là dịch vụ khả năng tăng được khoảng 20%, Năm là nợ xấu AZFIN kỳ vọng rằng 2024 nợ xấu có thể giảm 0,1% bình quân so với năm 2023. Từ những yếu tố trên thì đánh giá rằng lợi nhuận có thể tăng 20% và Techcombank sẽ trở lại đường đua tăng trưởng vào năm 2024. Và đây là một số thông số của cổ phiếu Techcombank vào ngày 7 tháng 11 năm 2023. Thứ nhất là giá biến động 52 tuần này từ 19.350 đồng đến 36.150 đồng. Số lượng cổ phiếu lưu hành là 3 tỷ 517 triệu. Giá thị trường 30.600 đồng, vốn hóa thị trường 107.628 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu hết quý 3 là 125.856 tỷ đồng. Còn nếu dự báo cho hết năm 2023 thì vốn chủ sở hữu khoảng độ khoảng độ 131.000 tỷ đồng thuộc cổ đông nhận. EPS 4 quý gần nhất là 4.950 đồng, PE là 6,1 lần, PB là 0,855 lần, ESOP là hơn 3 triệu cổ phiếu, gần 4 triệu là khoảng 0,1%. Khen thưởng phúc lợi thì không cho thấy là về cơ bản như vậy, những thông số như vậy cộng thêm với việc định giá thì AZFIN sẽ đưa ra cái việc định giá và đề xuất tham khảo đối với anh chị thì thứ nhất Techcombank là ngân hàng top đầu Việt Nam cho dù rất khó khăn cuối 2022 bị vạ lây bởi cái khủng hoảng trái phiếu nhưng mà họ vẫn vững bước đi lên như thế này trở lại như này là một điều cho thấy là sức mạnh nội tại của họ tốt và họ vẫn là một ngân hàng top đầu Việt Nam toàn diện về mọi mặt và có tỷ lệ an toàn vốn cao nhất nhì hệ thống à, nhiều anh chị cứ đánh giá rằng là VP với Tech chỉ khẳng định luôn là Tech có cái sự bền vững hơn rất nhiều đó toàn diện hơn rất nhiều còn vp thì tấn công mạnh hơn đó anh chị lưu ý là như thế nhé về mọi mặt thứ nhất là về cái chất lượng tài sản đầu vào đi nguồn vốn đấy thì là ca sa tốt đúng không ạ làm cho nim tốt rồi cái chất lượng tài sản đó tỷ lệ nợ xấu và dự phòng nợ xấu vân vân rồi khả năng sinh lời thì cái hiệu quả sinh lời của tech hơi kém còn lại thì tất cả những cái mảng khác đều nằm top đầu thì techcombank dự kiến trả cổ tức một tiền mặt vào năm 2024 cho thấy một sự chuyển biến lớn có thể nâng định giá lên. Tăng trưởng 2024 2026 trung bình có thể 20% trên năm. Và PB Techcombank thì thực sự xứng đáng với mức 1,5 đến 2 lần, thậm chí có thể cao hơn nếu trong những cái điều kiện thuận lợi của thị trường chứng khoán. Thì giá trị nội tại của Techcombank khoảng từ 53.000 đến 71.400 đồng. Thì Techcombank có thể tham khảo với 10% danh mục với mục tiêu một là dòng tiền cổ tức bền và tăng mạnh có thể bắt đầu từ 2024 hai đầu tư giá trị với tài sản chất lượng giá rẻ ba là câu chuyện liên quan đến IPO Techcombank xét uh, và bán cổ phần nới room ngoại lên hết 30% và đây là một cổ phiếu AZFIN đánh giá rằng là an toàn và toàn diện hiện nay cho việc đầu tư lâu dài tuy nhiên thì tất cả những cái gì dự báo đánh giá ở đây là dựa trên những cơ sở hiện nay AZFIN thu thập được. Còn những cái diễn biến bất ngờ xảy ra thì chúng ta cần phải đánh giá lại. Thì từ đó mới có được những quyết định chính xác. Và tất cả những nội dung đây là AZFIN muốn gửi đến anh chị tham khảo. Và mọi quyền quyết định là do anh chị đưa ra. Thì chúc anh chị có những thông tin hữu ích về cổ phiếu Techcombank. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở những nội dung sắp tới.